Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 14 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đi thăm tặng quà các linh mục và giáo dân giáo xứ Cao Xá, huyện Phù Cử nhân dịp lễ Giáng sinh. Xuất hiện hai vị trí sạt lở tại kè Phú Hùng Cường ở thành phố Hưng Yên, triển khai các biện pháp cấp bách để xử lý sự cố. Bế mạc liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, kỳ liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, 62 tác phẩm được trao giải ở nhiều thể loại. Công ty giặt 89 ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào xả thải gây ô nhiễm hơn 10 năm nay vẫn hoạt động cho dù bị xử phạt nhiều lần. Phóng sự đoạt giải nhất liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm tặng quà linh mục các chức sắc tín đồ Công giáo tại giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử nhân dịp lễ Giáng sinh. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đến thăm giáo xứ Cao Xá nhân dịp lễ Giáng sinh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của linh mục và bà con giáo dân thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội, kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị linh mục và hội đồng mục vụ tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa và giữ vững an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế. Nhân dịp lễ Giáng sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng giáo xứ, mong bà con giáo xứ sẽ đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Linh mục Đinh Văn Hùng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho giáo xứ và bà con giáo dân những tình cảm tốt đẹp và sự chia sẻ yêu thương, đồng thời hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình ông Trần Minh Cường là giáo dân có công với cách mạng. Thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Vui là hộ nghèo sống đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, cùng với tuyên truyền hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động vui xuân đón Tết năm 2023, những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm sẽ diễn ra trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, chủ động thông tin khách quan, chính xác, kịp thời, hiệu quả, tuyên truyền và định hướng các mô hình hay, gương tốt, việc tốt, cách làm mới và hiệu quả, kịp thời phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, triệt phá, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với các tập thể và cá nhân năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, xác định các giải pháp trọng tâm đột phá để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và thẳng thắn, hội nghị đã tập trung kiểm điểm, phân tích, làm rõ kết quả, nguyên nhân và chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục của các tập thể và cá nhân.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích trong công tác lãnh đạo chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ công tác công an, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu phòng ngừa đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch phản động, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm làm tốt công tác tư tưởng bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng công an tại cơ sở để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra sự cố sạt lở trên tuyến kè Phú Hùng Cường tại thành phố Hưng Yên. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, trên tuyến kè Phú Hùng Cường xuất hiện hai vị trí sạt lở. Vị trí thứ nhất nằm sát thượng lưu mỏ hàn cứng số 8, có chiều dài cung sạt lở khoảng 105 m. Sạt lấn sâu vào mái kè 6 m, đỉnh cung sạt cách đê bối 60 m. Vị trí thứ hai cách mỏ hàn cứng số 8 về phía hạ lưu khoảng 875 m, cung sạt lở có chiều dài 80 m, có đoạn sạt lở mất đỉnh kè và lấn sâu vào bãi sông 2 m. Đỉnh cung sạt cách tê bối 45 m. Nguyên nhân của sự cố do dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu có lưu tốc lớn, dòng chảy áp sát làm xói chân kè gây sạt lở. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở trên tuyến kè Phú Hùng Cường, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế để xử lý khắc phục sự cố công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tiếp tục triển khai phương án bảo vệ kè Phú Hùng Cường, xây dựng phương án di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Thông tin trên các phương tiện truyền thông về tình trạng sự cố, kiểm tra theo dõi, thực hiện việc cắm biển cảnh báo sự cố theo quy định để các phương tiện giao thông đường thủy biết để tránh và không đi vào vùng nguy hiểm, cấm người và gia súc qua lại các vị trí sự cố, chỉ dẫn điều tiết giao thông đường thủy khu vực xảy ra sự cố. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã tới dự. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của thị xã Mỹ Hào đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,6%, giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 154 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,28%. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2023, thị xã phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 9,4%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,21%. Thị xã tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tăng cường quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, phát triển hạ tầng để nâng cao tiêu chí đô thị, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức truyền hình trực tiếp Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 năm 2022. 62 tác phẩm được chọn để trao giải trong kỳ liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tới dự và trao giải có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 19 kỳ tổ chức liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên, từ một hoạt động mang tính nghiệp vụ đơn thuần, đến nay đã trở thành ngày hội của những người làm báo nói, báo hình toàn tỉnh. Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 17 đơn vị dự thi với 108 tác phẩm phát thanh và truyền hình ở 7 thể loại. Đây là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm nhiều nhất từ trước đến nay. Các tác phẩm đều thể hiện tâm huyết, sức sáng tạo và sự dấn thân của các nhà báo, phản ánh toàn diện bức tranh sinh động của đời sống xã hội trong suốt năm qua.
Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh những vấn đề nổi cộm tại địa phương cơ sở, những bất cập của cơ chế chính sách, những vấn đề dư luận quan tâm. Cũng không ít tác phẩm truyền tải những thông điệp nhân văn, câu chuyện xúc động để lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp trong đời sống xã hội, các gương điển hình tiên tiến, việc làm tốt, cách làm hay. Liên hoan cũng có nhiều sự đổi mới về thể loại dự thi, thành phần ban giám khảo với các nhà báo có uy tín của các đài trung ương tham gia chấm giải và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tác phẩm phát thanh truyền hình. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức cái liên hoan phát thanh truyền hình với quy mô, tôi nghĩ là nó như một cái liên hoan thu nhỏ của trung ương. Về các cái tác phẩm ở truyền hình ở cả bốn thể loại đã bám sát được các yêu cầu của cuộc sống đề ra, và cá nhân tôi thì thấy nhiều các cái tác phẩm là đã tiệm cận được với các cái giải thi của quốc gia. Đấy là một cái điều rất là đáng mừng. Một số các tác phẩm đã có một cái sự đầu tư cũng khá chỉn chu về nghề, kể cả về nội dung, về hình thức và hình ảnh, đã thể hiện được cái chiều sâu, có cái giá trị lan tỏa những cái điều tốt đẹp của cuộc sống. Ban tổ chức đã lựa chọn 62 tác phẩm để trao giải, trong đó có 7 giải nhất, 13 giải nhì, 20 giải ba, 22 giải khuyến khích. Trước đó, tối ngày 13 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức thành công chương trình nghệ thuật mang tên Tiếng hát người làm báo với hơn 20 tiết mục tham gia. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ liên hoan với sự tham gia tích cực của các nhà báo, diễn viên không chuyên. Coi thường luật bảo vệ môi trường, hàng ngày xả nước thải trực tiếp ra môi trường gây bức xúc và làm ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đó là thực trạng đang diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89, có địa chỉ tại thôn Xuân Bản, xã Dân Dục, thị xã Mỹ Hào. Điều đáng nói, việc vi phạm luật bảo vệ môi trường của công ty tồn tại từ hàng chục năm nay. Nhưng đến nay, ngoài những biên bản xử phạt vi phạm hành chính, thì cơ quan chức năng chưa có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này. Phóng sự đoạt giải nhất liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 năm 2022. Theo bạn thì thấy là cái nước như thế này thì theo bạn là đã ổn chưa? Nói chung là để mà đạt tiêu chuẩn thì em cũng không dám nói, nhưng bọn em cố gắng khắc phục tối đa có thể. Ủa, thối lắm. Bột nơi. Mương ở trong ruộng chúng tôi cấy ở đằng này là coi là nước chúng tôi ra là đen xì xịt thế đấy. Cái nước ở bên này các anh nhìn biết thì là cái sân này. Khoảng chục hôm nay là bà con đặt cái cống để xây mộ ở bên đó thì lại đã vỡ của anh ấy, thế nó bục ra, bà con nhân dân phát hiện thì phản ánh với xã thì chúng tôi cũng ra cho lập biên bản. Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, nhân dân bức xúc phản ánh. Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Dục thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng khu vực xả nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89. Tuy nhiên, trái ngược với đánh giá mức độ ô nhiễm mà công ty gây ra là bình thường, không ảnh hưởng đến môi trường của cấp chính quyền địa phương, thì qua ghi nhận của chúng tôi, vào những ngày đầu tháng 11 năm 2022, tức sau hơn nửa tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân xã Xuân Dục đến kiểm tra, công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89 vẫn công khai xả thải ra môi trường, và bằng mắt thường chúng tôi dễ dàng đánh giá được mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng. Thì chúng tôi đã kiến nghị và cũng yêu cầu là anh phải tìm một cái vị trí là đủ điều kiện đảm bảo về cái xả nước thải. Mặc dù trước đó, tháng 2 năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mỹ Hào đã kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử phạt doanh nghiệp này 50 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, liên tục bị lực lượng chức năng lập biên bản và đề xuất xử phạt.
nhưng tình trạng xả nước thải ô nhiễm trực tiếp ra môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn giặt 89 vẫn không được khắc phục. Hơn 10 năm hoạt động, là ngần ấy năm doanh nghiệp xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay, ngoài việc lập biên bản và xử phạt hành chính, thì cơ quan chức năng chưa có biện pháp gì để ngăn chặn. Được biết, cuối tháng 9 năm 2022, đoàn công tác thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cũng đã về kiểm tra. Hiện người dân nơi đây đang tin tưởng chờ đợi kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2012, đến nay các địa phương toàn tỉnh Hưng Yên trồng được gần 18.000 cây, đạt 162% kế hoạch. Số cây này chủ yếu được trồng trên những tuyến đường ở các khu cụm dân cư mới, đường liên thôn, liên xã. Trên địa bàn toàn tỉnh đã hình thành các đường cây, hàng cây trồng một loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tổng kinh phí thực hiện 8,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách các địa phương 7,3 tỷ đồng. Các loại cây trồng chủ yếu là hoa lan Tây Bắc, bàng Đài Loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng. Các địa phương trồng cây với kế hoạch là huyện Ân Thi đạt 450%, huyện Kim Động đạt 132%, thành phố Hưng Yên trồng đạt 123%, huyện Văn Lâm đạt 110%. Việc phủ xanh các tuyến đường cũng góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương và thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông tư số 15 của Bộ Công an, lực lượng công an các cấp ở tỉnh Hưng Yên tăng cường thực hiện quy trình thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy, xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hôm nay chị Nguyễn Thị Nhung đến làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô. Chị được cán bộ đội cảnh sát giao thông hướng dẫn về thủ tục đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Dịch vụ công này rất chi là thuận lợi với công nghệ trên điện thoại để đến cái là các đồng chí tạo điều kiện rất chi là nhanh chóng. Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh có 134 điểm thực hiện cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an về đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, nộp phạt trực tuyến, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đăng ký phương tiện tại công an cấp huyện xã được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đã có 784 trường hợp đăng ký biển số xe trực tuyến. Bên cạnh đó, người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phát hiện qua thiết bị ghi hình, phạt nguội ở địa phương khác nhưng có nguyện vọng giải quyết thủ tục tại nơi đăng ký thường trú vẫn có thể đến cơ quan công an để được xử lý. Đây cũng là tiện ích mới của dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều, tốn thời gian và công sức. Công an tỉnh Hưng Yên cũng đẩy mạnh cái giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì trong đó trong cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì cũng đã có hai lĩnh vực là đang được áp dụng, đó là lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện và lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Thì thông qua cái công tác tuyên truyền, người dân cũng hiểu được cái lợi ích thiết thực của cái thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, hạn chế cái số lượng mà tiếp dân trực tiếp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Trên cổng dịch vụ công, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất. Tài khoản này sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường. Chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức chương trình Đông ấm vùng cao Tết biên giới và hành trình về nguồn tại tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh các hoạt động về nguồn tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, thăm hang Cốc Bó và khu di tích Kim Đồng, đoàn đã tổ chức hàng loạt các hoạt động thiện nguyện, tiêu biểu như tặng 2 chiếc loa kéo, 100 xuất quà, 300 bộ quần áo ấm với tổng trị giá 75 triệu đồng cho trường tiểu học bán trú Công Trường, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tặng 5 xuất quà trị giá 3,5 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát Bắc Bó thuộc đồn biên phòng Sóc Giang. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đất biên cương của Tổ quốc. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lan tỏa ý nghĩa của những việc làm vì cộng đồng xã hội.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.